Xin chào cô chú và các anh chị, tôi là bác sĩ Bảo. Và trên tay bác sĩ Bảo hiện tại đang là mẫu hàm của chú Đức. Chú Đức đang trồng răng implant tại Nha Khoa Lộc Việt và áp dụng cái công nghệ làm răng mới nhất, hiện đại nhất của Nha Khoa, đó là công nghệ DCT. Thì mẫu răng implant của chú Đức thì hiện tại đang được làm theo công nghệ DCT, chế tác theo công nghệ DCT. Công nghệ DCT là công nghệ chế tác răng trên implant mới và hiện đại nhất hiện nay. Thì với công nghệ DCT thì nó sẽ gồm hai thành phần chính. Một, đấy là cái trụ phủ hình cá nhân hóa. Và thứ hai là cái phần răng sứ 3D Pro Max bên trên. Đó. Tuy nhiên với cái trụ phủ hình cá nhân hóa thì chúng ta nhìn qua thì có thể thấy rất là rõ là cái trụ phủ hình được chế tác theo cái đường giống như là cái một cái phần cùi răng thật đó, của bệnh nhân. Đó. Thì với cái trụ phủ hình cá nhân hóa này thì đang được cắt cam trực tiếp từ với vật liệu là zirconia, một vật liệu có cái tính tương hợp sinh học cực kỳ cao, thậm chí còn cao hơn cả cái titanium. Đó. Thì với cái vật liệu có tính tương hợp sinh học cao như vậy thì nó sẽ giúp cho là cái mô lợi của bệnh nhân ở xung quanh implant sẽ được bám dính biểu mô lên trên cái bề mặt của zirconia một cách dễ dàng. Chúng ta vặn cái trụ phủ hình lên trên mẫu hàm. Đó. Thì khi ở trên miệng của bệnh nhân thì cái mô lợi xung quanh, mô lợi phía ngoài nó sẽ được bám chặt vào trong cái trụ phủ hình này như vậy. Thì thức ăn chắc chắn không thể nào nó lọt xuống đây được. Đó. Và cái trụ phủ với cái trụ phủ hình cá nhân hóa thì được cái phần cổ này được hoàn tất này sẽ được cắt theo đúng cái cổ răng, giải phẫu của cái cổ răng giống như với răng thật của bệnh nhân. Đó. Thì với cái được cắt theo đúng cái giải phẫu như vậy thì khi mình bệnh nhân ăn nhai thì cái thức ăn không thể nó lọt vào đây và giảm nguy cơ bị rắt thức ăn. Ngoài ra thì với những cái vùng răng mà thẩm mỹ đằng trước hay từ răng số 4, số 5 thì cái phần trụ phủ hình cá nhân hóa này có tác dụng là định hình và đẩy cái phần mô lợi phía ngoài ra. Đó. Khiến cho mô lợi phía ngoài có một cái profile rất là đẹp, răng trông cực kỳ giống răng thật. Đó. Một ưu điểm nữa của cái trụ phủ hình cá nhân hóa này nó được chế tác bởi cái vật liệu zirconia có cái độ cứng cao, khiến cho cái việc ăn nhai không thể nào nó bị tét, bị vỡ được. Và cái vật liệu zirconia này cũng có cái màu sắc, màu rất là sáng và không có bị ánh đen ra bên ngoài. Trước đây khi chưa có cái phục hình DCT thì với những cái răng implant ấy, chúng ta sẽ phải làm răng theo cái công nghệ, tức là một là chúng ta sử dụng những cái abutment thông thường như vậy, abutment stock. Đó. Đây là chụp abutment stock được gắn vào đây lên trên miệng như vậy, và một cái răng sứ sẽ được gắn bằng cái xi măng lên trên. Đó. Gắn trực tiếp bằng cái xi măng lên trên thì cái việc gắn như vậy nó sẽ dẫn tới là có những cái phần xi măng dư thừa ở đây, nó khiến cho là cái lợi sau nó có thể bị viêm. Và nữa là cái trụ phục hình này nó có cái màu sắc rất là tối. Đó. Nó có thể ánh ra ngoài. Và đây là một loại phục hình khác hiện đại hơn một chút so với cái phục hình trên áo mùn thông thường, đó là phục hình bắt vít. Phục hình bắt vít thì được cải tiến hơn khá là nhiều so với phục hình trên áo mùn thông thường, tuy nhiên thì nó vẫn còn tồn tại một vài cái nhược điểm. Đó, đầu tiên là các bạn có thể thấy là cái phục hình bắt vít này có kích thước rất là nhỏ. Cái phục hình bắt vít này thì được kết nối trên một con multi screw vào bên trong implant, và cái răng sứ sẽ được bắt vít lên trên cái phục hình con multi screw này. Thì cái multi screw này nó có kích thước rất là nhỏ, không thể nào nó giúp mà tạo hình cũng như là định hình được cái phần lợi của bệnh nhân theo đúng cái giải phẫu của cái vùng răng của bệnh nhân. Đó, kích thước rất là nhỏ. Và nữa nó là cái con multi screw này thì vẫn có cái màu của kim loại. Đó, màu kim loại nên nó có thể nó ánh ra một số cái vùng lợi mỏng, nó có thể ánh ra bên ngoài. Và lát nữa tôi sẽ lắp trực tiếp trên những cái loại phục hình này, dạng phục hình này lên trên miệng của bệnh nhân cho các bạn, các cô chú và anh chị có thể quan sát kỹ hơn. Và thành phần thứ hai của cái phục hình DCT đó là cái phần răng sứ 3D Pro Max ở bên trên. Thì với cái răng sứ 3D Pro Max này thì nó được cắt cam trực tiếp từ một cái phôi sứ đa lớp. Đó. Thì với cái phôi sứ đa lớp này thì hiện tại thì nó đây là một cái phục mà cái vật liệu được nghiên cứu phát triển dành riêng cho phục hình trên implant. Đó.
Với phô sứ đa lớp này thì nó có cái độ, đầu tiên là cái độ cứng. Độ cứng sẽ được giảm dần từ cổ cho tới diệt cắn. Phần cổ răng nó sẽ có cái độ cứng cao hơn, để khiến cho việc mình ăn nhai sẽ không có sợ cái phần cổ nó bị nứt, bị tét. Đó. Phần diệt cắn thì có cái độ cứng lên tới, cũng lên tới tầm 600 cho đến 800 MPa. Thì cái độ cứng này nó đang tương đồng so với cái phần men răng thật của bệnh nhân. Đó. À, cái với cái vật liệu sứ 3D Pro Max này thì được chế tác từ zirconia. Đây là một cái vật liệu có cái độ tương hợp sinh học rất là cao. Nó không để lại những cái vấn đề về lo lắng về cái vấn đề về bị viêm hay là bị dị ứng. Răng sứ 3D Pro Max thì có cái màu sắc. Đó, màu sắc sẽ đậm hơn ở vùng cổ răng. Phần diệt cắn sẽ rất là trong. Mặt nhai rất là trong. Đó, thì phù hợp cả răng hàm cho tới những cái răng ở vùng thẩm mỹ cao như vùng răng nanh, răng cửa. Đó. Màu sứ rất là cao. À, với công nghệ cắt cam thì cái răng sứ trên implant, răng sứ 3D Pro Max thì có cái hình dạng này. Mặt nhai, mặt bên. Đó, mặt đây là mặt ngoài. Đó, đây là mặt bên. Giống hoàn toàn so với cái răng tự nhiên của bệnh nhân. Đó. Cái phần múi rãnh để chế tác rất là rõ. Đó. Rất là rõ, bạn có thể nhìn thấy. Đó. Ngoài ra thì phần tiếp xúc bên với cái răng bên cạnh sẽ được chế tác một cách chính xác, chuẩn gần 100%. Khiến cho cái răng của mình gần như lắp lên sẽ không có phần phải chỉnh sửa. Đó. Và so với những cái răng sứ với công nghệ ngày xưa thì sẽ được đắp. Sứ sẽ được, sứ porcelain sẽ được đắp trực tiếp từng lớp lên trên cái sườn. Thì nó có cái đầu tiên nó có cái sườn bên trong nên là cái về cái màu sắc thì nó sẽ không có được trong. Màu sắc rất là đục, rất là khó có thể phù hợp so với cái vùng răng thẩm mỹ. Đó. Ngoài ra thì với cái sứ đắp đấy thì cái độ cứng nó không được cao. Nó sẽ mềm hơn so với cái men răng. Nên là khi trong quá trình ăn nhai nó có thể bị bể. Sứ sẽ bị bể ra. Đó. Thế còn cái sứ 3D Pro Max này thì sẽ hoàn toàn khác. Được cắt lớp, cắt nguyên khối nên là sẽ không có tình trạng bị bể, bị nứt, và cái độ cứng thì nó tương đồng với cái men răng thật của chúng ta. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành lắp răng cho trên miệng cho chú Đức. Thì với công nghệ DCT thì cái giai đoạn chụp lành thương định hình cái lợi là một giai đoạn cực kỳ quan trọng. Hiện nay ở nha khoa Lạc Việt Intech thì chúng tôi đang áp dụng đặt trụ lành thương bằng trụ lành thương cá nhân hóa. Trụ lành thương cá nhân hóa này được làm từ cái vật liệu tương hợp sinh học cao là PMMA, được cắt cam nguyên khối và có cái độ khít sát cũng như tương hợp sinh học rất là tốt so với lợi của bệnh nhân. Để tháo cái trụ lành thương ra chúng ta sẽ phải có cái vít bên trong. Như các bạn đã thấy thì sau khi được tạo hình định hình lợi bởi trụ lành thương cá nhân hóa thì cái profile lợi của bệnh nhân được đẩy ra rất là tốt, rất là đẹp, giống y như răng thật ban đầu. Nếu như trước đây thì chưa có công nghệ DCT thì cái phục hình tốt nhất khi ta sử dụng trên implant là phục hình bằng công nghệ mắt vít. Đây, mắt vít. Đây. Nhưng mà cái công nghệ này mặc dù tốt nhưng mà nó cũng vẫn còn tồn tại một vài cái khuyết điểm. Tôi sẽ thử vặn một cái trụ mắt vít vào cho các bạn xem thử. Với công nghệ mắt vít ngày xưa thì cái phần trụ phục hình nó rất là kích thước rất là nhỏ, nó không đủ để nâng đỡ được cái môi, cái phần lợi phía ngoài. Nó khiến cho là cái răng mình làm có khít sát đến mấy thì sau ăn uống nó cũng vẫn có nguy cơ nó bị rắc các thức ăn. Đấy. Thế nhưng mà ngày nay với cái công nghệ DCT thì tái lập lại được cái profile của cái lợi với bên ngoài và nhú lợi xung quanh, nó khiến cho răng implant trông giống như răng thật. Mình ăn uống thì nó sẽ giảm nguy cơ bị rắc thức ăn rất là nhiều. Còn đây là cái trụ phục hình gắn xi măng
truyền thống. Thì như các bạn thấy thì cái trụ phù hình gắn xi măng truyền thống thì cái về kích thước nó rất là nhỏ, thứ hai là nó có cái phần kim loại bên trong đó. Và khi mà nhỏ cũng với công nghệ gắn xi măng truyền thống thì người ta có sử dụng cái aluminum stock, thì cái aluminum này kích thước nó rất là nhỏ, nên các bạn thấy rất là nhỏ đấy. Khi nhỏ như vậy thì nó có biết là có cái màu của kim loại bên trong, nó có thể nó sẽ bị ánh ra khiến cho cái màu sứ nó không được trong, không được đẹp đó. Và đương nhiên thì khi nó nhỏ như vậy thì nó sẽ rất là khó có thể cải thiện được tình trạng rắc thức ăn phía sau. Trước hết thì chúng tôi sẽ tiến hành lắp cái trụ phục hình cá nhân hóa. Trụ phục hình được cắt cam nguyên khối từ zirconia nguyên chất, có tính tương hợp rất là cao để cho cái lợi có thể bám quanh cái trụ vừng này rất là kỹ sát, nó giống như một cái cùi răng thật đó. Nó đỡ được cái môi má vô mềm rất là tốt. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành thử cái răng này. Cái răng sứ này thì khác với những răng sứ thông thường như ngày trước, thì răng sứ ở nhà khoa học là Việt thì Intech hiện tại thì không còn được sử dụng cái công nghệ răng sứ đắp như ngày xưa nữa. Bây giờ chúng tôi hoàn toàn sử dụng công nghệ đắp cắt cam nguyên khối 3D Pro Max đấy, từ một cái khối sứ đa lớp có cái màu sắc tương đồng với răng thật và cái độ cứng rất là cao, tránh cái tình trạng nó bị bể vỡ về sau đấy. Các bạn thấy nó rất là fit sát với công nghệ cắt cam đấy. Chúng hơi ngậm nhẹ một chút. Cắn nhẹ đi ạ, chú cắn nhẹ đi. Rồi, ok. Và chú há to nhé. Và với cái công nghệ răng BST này thì sẽ giúp cho cái profile của cái lợi và răng của bệnh nhân giống như răng thật, nó tránh cái tình trạng mà bị rắc thức ăn giống như những cái công nghệ implant ngày xưa. Và răng thì về giải phẫu rất là tương đồng với răng thật, màu sắc rất là tốt và độ cứng rất là cao, ăn nhai rất là bền. Và dựa vào công nghệ cắt cam này là cái khớp cắn và tiếp xúc bên của bệnh nhân được chỉnh và được lắp rất là tốt, không gần như không phải chỉnh sửa thêm gì cả. Mình chú cắn lại cho cháu, chưa thầm dưới sang trái, trái ra, chưa thầm dưới sang phải, trái ra cháu. Ok. Chú há to nhé, chú cắn lại, chưa thằng dưới sang trái sang phải cháu. Chú cảm nhận xem là nó có vấn đề gì không, có bị kênh cộm hay khó chịu chỗ nào không? Ổn đúng không ạ? Chú có thấy chỗ nào nó bị sắc nhọn gì không? Cắn hai hàm khít rồi đúng không? Không bị kênh cộm đâu. Cái này thì chú về chú ăn nhai như bình thường, như một cái răng thật thôi nhé. Vệ sinh giống như răng thật, giống như bình thường thôi, không có vấn đề gì. Tầm một tháng thì chú qua cho kiểm tra định kỳ chú xem có vấn đề gì không nhé. Thì tất nhiên cái răng implant mới lắp thì nó sẽ hơi vướng cái môi, cái má lưỡi một chút, nhưng mà tầm độ thường khoảng độ 2-3 tuần sẽ mọi người sẽ quen thôi nhé. Nhưng mà thời gian đầu chú cố gắng chú ăn chậm chút cháu, chậm thôi để nó quen cái răng mới thôi, không có nguy cơ nó bị cắn vào má, cắn vào lưỡi. Thì ăn xong thì dùng cái bàn chải chỉ tơ tắm nước để vệ sinh thật kỹ nhé. Nếu có vấn đề gì thì chú báo lại cho cháu luôn, còn không thì tầm độ 1-3 tháng chú qua cho kiểm tra định kỳ một lần. Nha khoa là Việt Intech dẫn đầu chất lượng điều trị.